Trân trọng kính chào bà con, cô bác, anh chị em, cô dì, chú thím đã ghé qua cái kênh YouTube Bản Anh TV của em. Lời nói đầu tiên, mình xin chúc sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả mọi người đang xem clip này. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm cái lưỡi cắt mini nha các bạn. Clip này sẽ liên quan đến clip về sau là tái chế thùng nhựa để trồng cây nha các bạn. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh nếu chưa đăng ký để tiếp thêm động lực giúp mình làm ra những video tốt hơn nha các bạn.